Tào Tháo, bậc kỳ tài văn võ song toàn, thiên cổ ngàn năm có một không hai. Triều Dương mến chào quý khán thính giả của TCT Khám Phá. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một nhân vật lịch sử nổi tiếng ở Trung Quốc. Hầu hết những gì chúng ta biết về ông là thông qua bộ phim nổi tiếng Tam Quốc Diễn Nghĩa. Vậy ông có điểm nào giống và khác những gì trên phim ảnh? Hầu hết người đời đều đánh giá Tào Tháo tiêu cực, hành vi tàn nhẫn. Nhưng đến đầu thế kỷ 20, các học giả đã có cái nhìn công tâm hơn về Tào Tháo, nhìn nhận cả khuyết điểm và ưu điểm của ông. Tào Tháo có tên hồi nhỏ là Cát Lợi, sinh tại nước Bái, gia đình giàu có, tư chất thông minh, ham đọc sách, nhất là bình thư. Sau khi đọc về Tam Quốc Diễn Nghĩa, người đời đúc kết được một câu nói như sau: lập nghiệp học Lưu Bị, quản nghiệp học Tào Tháo, giữ nghiệp học Tôn Quyền. Tào Tháo ôm ấp chí lớn, cầu hiền như khát nước, chỉ hận là không có được anh hùng khắp thiên hạ trong tay. Một đời ông sát nhân vô số, tín điều của ông là thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Bởi vậy, người đời mới nói ông gian hùng. Nhưng ít ai biết được, kỳ thực ông là bậc kỳ tài văn võ song toàn, thiên cổ ngàn năm không có người thứ hai. Chính vì có tài như vậy nên sau này mới có nước Ngụy hùng mạnh. Tào Tháo, bậc minh quân, ba lần chiêu cầu hiền tài. Tào Tháo muốn xưng đế bá nghiệp, ông hiểu được rằng cần có người tài phò tá. Vì vậy, trong quá trình dựng lập cơ đồ nhà Ngụy, Tào Tháo đã ba lần chiêu cầu hiền tài. Cùng thời, ông là người đầu tiên có quyết sách như vậy. Tào Tháo biết nhìn người và rất biết cách dùng người. Trong quá trình chinh chiến, ông đã thu phục được rất nhiều hào kiệt, cả văn lẫn võ, làm người hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển cơ nghiệp của mình. Về võ tướng, ông nắm trong tay Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng, Trương Văn Viễn. Thậm chí, Tào Tháo còn nhiều lần tìm cách giữ lại tướng tài Quan Vân Trường, nhưng không thành. Ông là người duy nhất nhìn ra được Quan Vân Trường lấy được đầu võ tướng Hoa Hùng. Quả thực đúng như vậy. Rượu ấm chạm Hoa Hùng đã thành câu chuyện lưu danh thiên cổ. Điều này chứng minh rằng Tào Tháo biết nhìn người, đi trước thiên hạ. Về mưu sĩ, ông có Hí Chí Tài, Quách Gia, Tuân Úc, Phụng Sự. Những người này được đánh giá có năng lực không thua kém với Khổng Minh, Gia Cát Lượng hay Phượng Sổ, Bàng Thống. Nhờ có sự phò trợ của những người thực sự tài giỏi, Tào Tháo mới có thể hoàn thành sự nghiệp thống nhất miền Bắc. Tào Tháo khát khao những người tài, ông cũng có chuẩn tắc chọn người của riêng mình. Trọng người tài nhưng phải có phẩm đức. Nguyên tắc trong việc tuyển chọn người tài của Tào Tháo chính là phẩm chất đạo đức của người đó phải ở mức chấp nhận được. Ít nhất phải là kẻ trung thành tuyệt đối với quốc gia và quân chủ, không phản trắc hài lòng. Tào Tháo trong 3 lần chiêu mộ nhân tài đều không nhìn gia thế, xuất thân, bề ngoài của người đến, mà chỉ nhìn cái tài, cái đức. Những người đến đều được ông trọng dụng. Lần đầu tiên là vào năm Kiến An thứ 15, tức 210, Tào Tháo viết cáo chiếu: chẳng lẽ không có một ai mặc áo thô, vải rách, nhưng lại ôm hoài bão lớn trong người, giống như Khương Tử Nha ngồi bên sông Vị Thủy câu cá sao? Các ngươi phải giúp ta tìm được những nhân tài bị mai một, giống như vậy trong nhân gian. Chỉ cần họ có tài thì phải tiến cử, ta có được họ là trọng dụng. Lần thứ hai, ông chiếu cáo: người tài cũng có khiếm khuyết, chỉ cần ở mức chấp nhận được, vẫn có thể dùng. Nếu hiểu ra được đạo lý này thì sẽ làm nên đại nghiệp. Khát nhân tài là thế, nhưng không phải người tài nào Tào Tháo cũng trọng dụng, cho dù đó là chiến thần có được nhiều người công nhận. Lã Bố, chiến thần bất khả chiến bại, nhưng không được Tào Tháo trọng dụng. Tài nghệ của Lã Bố được đánh giá cao hơn cả Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân, được người đời xưng tụng là nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố. Hàm ý trong số các dũng tướng đương thời, không ai có thể so sánh được với Lã Bố. Trong các loại tuấn mã, không loại tuấn mã nào có thể sánh được với Xích Thố. Điều này đủ thấy Lã Bố là một nhân tài cực kỳ hiếm gặp. Tuy nhiên, mặc dù là một chiến thần bất khả chiến bại, song Lã Bố lại nổi tiếng là kẻ ăn ở hai lòng. Ban đầu Lã Bố là thuộc tướng của Đinh Nguyên, còn nhận Đinh Nguyên làm cha nuôi. Sau, Đổng Trác thấy Lã Bố sức khỏe vô địch, muốn thu phục Lã Bố, bèn sai Lý Túc, một người bạn cũ của Lã Bố, mang ngựa Xích Thố tới dụ hàng.
Lã Bố được ngựa xích thố, thích lắm, đồng ý phản lại Đinh Nguyên theo về với Đổng Trác. Lúc bị bắt, Lã Bố không phải là kẻ sĩ quyết không chịu nhục, mà lại có ý định hàng quân cho Tào Tháo. Bố xin với Tào Tháo rằng: "Tào công hãy suy nghĩ, dũng tướng trên đời này không ai bằng được bố cả. Nay bố đã đầu hàng Tào công, Tào công là đại tướng, bố là phó tướng, thì lấy thiên hạ dễ như trở bàn tay." Tào Tháo nghe Lã Bố nói vậy thì không thể hiện thái độ gì, mà quay sang hỏi Lưu Bị đang đứng ở bên cạnh rằng: "Ông thấy nên làm thế nào?" Lưu Bị cho rằng Lã Bố là một kẻ phản phúc vô thường, là loài rắn độc lang sói, sẵn sàng bán chủ cầu vinh, không đáng để dùng. Không nói hai lời, Tào Tháo ra lệnh giết Lã Bố. Hình phạt mà Tào Tháo dành cho Lã Bố cũng rất nặng nề, trước treo cổ cho chết, sau mới chặt đầu. Điều này cho thấy, với những kẻ có tài mà phẩm chất tầm thường, sẵn sàng bán chủ cầu vinh như Lã Bố, Tào Tháo sẽ không tín nhiệm mà sẵn sàng trừng trị một cách tàn nhẫn. Tào Tháo anh tài trong thuật dùng binh pháp, là một trong những tác giả của binh pháp Tôn Tử. Tào Tháo thống lĩnh quân sự hơn 30 năm, chinh phạt hơn 50 cuộc chiến. Ông tay không rời sách, ban ngày giảng về sách lược quân sự, ban đêm suy nghĩ về ngũ kinh và tả truyện. Nhờ đó, ông nổi tiếng với tài bày binh bố trận một cách xuất sắc. Đánh giá quân địch thì dùng cách khắc chế, mưu lược biến hóa như thần. Ông trước tác binh thư hơn 10.000 chữ, trong đó có Tân Thư, tức Mạnh Đức Tân Thư. Người tuân theo sách thì chiến thắng, kẻ trái với lời dạy trong sách thì thất bại. Gia Cát Lượng từng nói: "Tào Tháo có tài năng lấy yếu thắng mạnh, không chỉ là thiên thời mà còn là do mưu lược của con người." Tôn Quyền cũng khen tụng Tào Tháo là người giỏi quản lý tướng lĩnh, quả là xưa nay hiếm. Gia Cát Lượng còn khen Tào Tháo có trí tuệ và mưu kế tuyệt đỉnh, vượt xa người thường. Tào Tháo có nhiều binh thư, Tôn Tử lược giải của Tào Tháo lại có hàng ngàn vạn chữ, thể hiện cái nhìn sắc bén về binh pháp. Tư tưởng quân sự sâu sắc của ông đã được tướng lĩnh các triều đại ca ngợi. Ông nhấn mạnh, chiến tranh là vì chính nghĩa để giết những kẻ phản nghịch, dẹp loạn, bình định thiên hạ. Để giành được thế chủ động, ông chủ trương phụng thiên tử để lệnh chư hầu, dẹp trừ các cuộc bạo loạn bảo vệ nhà Hán, cử binh lính chiếm đóng Hà Bắc, miễn thuế cho những người dân nghèo khó và ban hành lệnh ngăn chặn những kẻ giàu mạnh thu mua thôn tính đất đai, khiến bách tính thân cận có nơi nương tựa, quân đội trở nên cường thịnh. Tào Tháo, một con người tài năng, túc trí đa mưu, biết binh pháp, giỏi quyền biến, một quân chủ không hề tầm thường. Đánh trận giỏi, tiêu diệt được tất cả các thế lực cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc thời bấy giờ như Đổng Trác, Đào Khiêm, Lã Bố, Trường Tú, Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Biểu, vân vân. Nhưng ông vẫn thua Lưu Bị ở một điểm. Tào Tháo thua một điểm này mà muôn đời xếp sau Lưu Bị. Dù có một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng Tào Tháo lại là một trong những kẻ máu lạnh nhất thời Tam Quốc. Tam Quốc Diễn Nghĩa đã thuật lại rất nhiều câu chuyện liên quan đến sự tàn độc của Tào Tháo. Từ chuyện giết hại cả nhà ông lão Lã Bá Sa vô tội, đến cuộc thảm sát hàng vạn dân lành khi tiến đánh thành Từ Châu của Đào Khiêm. Họ Tào còn nổi tiếng với điển tích rút kiếm đâm chết kẻ hầu trong khi ngủ chỉ vì hắn lại gần vén chăn cho ông. Với Tào Tháo, chữ nhân không có chỗ đứng trong tình cảnh thiên hạ đại loạn, giặc cướp như ong, quần hùng tranh thực, cá lớn nuốt cá bé như thời Tam Quốc. Tào Tháo ưa dùng kỷ luật, bạo lực, quyền biến, thủ đoạn nên đương nhiên xem nhẹ nhân nghĩa. Chỉ một câu nói, ta thả phụ người, chứ quyết không để người phụ ta, đã thể hiện rõ con người của Tào Tháo. Lưu Bị thắng vì coi nhân nghĩa như sinh mạng. Thưa quý vị, cần phải nói rằng Lưu Bị là một người không có gì đặc biệt, xuất thân bình dân, chỉ là một anh bán giày cỏ. So với những đối thủ của mình, Lưu Bị thua kém rất nhiều. Về địa vị, ông không bằng Viên Thiệu, ba đời làm Tam Công. Về mưu lược, quyền biến, ông chắc chắn thua Tào Tháo. Về võ bị, Lưu Bị cũng không sánh nổi Lã Bố hay Đổng Trác. Thế nhưng, dưới trướng Lưu Bị lại là tập hợp những nhân tài kiệt xuất của thời Tam Quốc bấy giờ như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Hoàng Trung, Mã Siêu. Bản thân Lưu Bị cũng được xếp vào hàng anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Có lần khi ngồi đối ẩm cùng nhau,
Tào Tháo trở vào mình và Lưu Bị mà nói: anh hùng trong thiên hạ, giờ chỉ còn sứ quân và Tháo này mà thôi. Trong Tam Quốc Chí, một bộ sử liệu tin cậy hàng đầu về thời Tam Quốc, Trần Thọ nhận định về Lưu Bị như sau: Lưu Bị là người khoan hồng, đức độ, có lòng tri nhân đãi sĩ, có phong phạm của cao tổ, là bậc anh hùng. Quả vậy, dù thua kém Tào Tháo nhiều về cả mặt thế và lực, nhưng Lưu Bị có một điểm mà Tào Tháo không bao giờ có được, đó là lòng nhân nghĩa. Đúng vậy, với Lưu Bị, nhân nghĩa chính là sinh mạng, là lẽ sống của mình. Trái ngược với Tào Tháo, cách sống của Lưu Bị là: thà người phụ ta, chứ quyết ta không phụ người. Tào Tháo, một bậc kỳ tài, trí tuệ, đáng để người đời hâm mộ và nhắc tới. Ông xứng đáng với danh xưng bậc kỳ tài thiên cổ ngàn năm có một không hai. Nhưng đáng tiếc, ông lại thiếu một điểm là lòng nhân nghĩa, một điểm chí tử mà bất kỳ bậc minh quân nào cũng cần có. Song những cống hiến và ưu điểm mà ông để lại cho hậu thế cũng rất đáng để học hỏi. Thưa quý vị, dù nhân vật lịch sử nào, họ cũng đều là con người, sẽ có ưu điểm và khuyết điểm. Cái hay của hậu thế chúng ta là học hỏi những điểm hay, điểm mạnh của họ. Trên đây là bài bình luận về Tào Tháo. Bạn có suy ngẫm gì về con người Tào Tháo? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng đàm luận. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, Triều Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chủ đề khám phá tiếp theo.